còn sống. Nếu em còn sống, tên cướp vẫn còn đi cướp đồ. Còn anh và em, đứa thì tiếp tục chịu đau khổ, đứa thì tiếp tục bị hành hình. Ôi một ước mơ hạnh phúc bất thành, mà người mơ sắp kề bên cạnh chết. Hương ơi, anh nào có buông giết em đâu, tại máu em đổ là em đi bầy làng xôi. Thì em tư nghĩ làm sao anh có thể tách rời những mảnh thép từ một trái nổ vô chi, tự nó chọn mục tiêu mà xuyên thủng những trái tim bảo ác ta. Dù cuộc sống anh có điên đảo thác loạn, anh vẫn tin rằng hình ảnh của anh và con sống mãi giữa tim em. Anh muốn em sẽ chết cùng với anh để chúng ta cùng tìm thấy một niềm an ủi thủy chung đau đớn, để cùng chung vui hai tình thương của hai kiếp sống lạc lối cô đơn vô nghĩa. Tình nghĩa sắc son, anh thì chốn lính nằm queo, còn em thì tạo tần mua bán. Em cực khổ mà em vui, anh nằm queo mà tự do hạnh phúc, bên cạnh vợ hiền và một đứa con ngoan. Khóc nhiều rồi, hôm nay anh không muốn thấy những giọt nước mắt nào tràn ra ở mắt em. Anh không đầu hàng, anh phải trả thù. Anh sẽ hy sinh thân xác này để cướp lại linh hồn của em và những ngày thơ mộng cũ. Dù cho em có làm gì hiện tại ra sao, anh vẫn yêu em và tha thứ. Anh xin em hãy quay về với người chồng cũ và hình ảnh đứa con mà mình đã chung sống nhau trong quá khứ, thì nó phải thuộc về ảo trong hiện tại. Em sẽ mãi mãi là linh hồn, là lẽ sống của đời anh. Em đã ngự trị trong trái tim anh ngay trong những giờ hấp hối và trong
cuộc sống hôm nay. Xin em đừng bỏ anh, xin em đừng bỏ anh.